Xin chào tất cả các bạn. Thì Trang cũng đã ngừng làm video clip cũng khá lâu. Hôm nay Trang bắt tiếp tục làm lại. Và Trang vẫn tiếp tục cái chương trình của bạn học là Trang đang chia sẻ về ngữ pháp N4, cách chia động từ. Thì hôm nay Trang vẫn tiếp tục là đi đến thể bị động. Học về thể bị động. Ở thể bị động này thì nó cách chia các nhóm động từ cũng giống như các thể kia thôi, gồm có 3 nhóm động từ. Nhóm động từ thứ nhất đó là nguyên mẫu của nhóm 1 á, là tận cùng có vần ư. Chúng ta bắt đầu vào động từ nhóm 1. Thì nguyên mẫu của nhóm 1 là tận cùng có vần ư nha các bạn. Tận cùng có vần ư thì chúng ta sẽ chuyển sang thành vần A cộng với lê lư. Đây là tận cùng có vần ư. Nó có nghĩa là bị hay là được. Ví dụ, lê là ví dụ nha các bạn. Lê là ví dụ. Sikalu. Sikalu có nghĩa là la hay là mắng. Và chuyển sang thể bị động của nó là sikalalelu. Chuyển sang thể bị động của nó là sikalalelu, là bị la hay là bị mắng. Chúng ta sang ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai là fumu. Fumu có nghĩa là dẫm hay là đạp. Dẫm lên giò hay là đạp giò đó các bạn. Đạp chân của mình á. Chuyển sang thể bị động là fumalelu. Còn cái trường hợp đặc biệt, đây là Trang cho ví dụ đại khái thôi nha các bạn. Còn cái trường hợp đặc biệt thì trường hợp đặc biệt là tận cùng là chữ ư luôn. Nguyên mẫu của nhóm 1 mà tận cùng nó là chữ ư chứ không phải là có vần ư nha các bạn. Ví dụ như sikali là tận cùng nó là vần ư, là fumu cũng là tận cùng nó vần ư. Thì chúng ta có cách chia là chuyển cái vần ư này sang thành vần A cộng lê lư. Còn ở đây á, là tận cùng là chữ ư. Tận cùng là chữ ư. Tận cùng là chữ ư thì chúng ta sẽ có cách chia là ư chuyển thành là qua cộng với lê lư. Các bạn lưu ý nha, tận cùng là chữ ư thì chuyển thành là qua cộng với lê lư. Ví dụ, sư là có nghĩa là hút hay là hít, là suy mát các bạn. Suy mát, nguyên mẫu của nó là sư.
có nghĩa là hút hay là hít, hút thuốc, hít là hít thở không khí đó các bạn. Chuyển sang thể bị động của nó là sư qua lê lư. Chuyển sang thể bị động là sư qua lê lư. Ví dụ thứ hai là sư ca. Sư ca có nghĩa là sử dụng. Sư ca có nghĩa là sử dụng. Chuyển sang thể bị động là sư cao qua lê lư. Là được sử dụng ha, có nghĩa là được sử dụng. Đó là cách chia ở động từ nhóm 1. Chúng ta sang cách chia động từ nhóm 2. Thì nguyên mẫu của nhóm 2 đó là động từ có gốc lư. Chuyển thành là vê la lê lư. Này là nguyên mẫu của nhóm 2 là có gốc lư. Chúng ta sẽ chuyển thành là vê la lê lư. Và các bạn cũng lưu ý là ở động từ nhóm 2 này là có 8 động từ đặc biệt. Nó không giống với động từ nhóm 2 mà nó giống với động từ nhóm 1. Nhưng mà 8 động từ đặc biệt này được xếp vào động từ cách chia giống với động từ nhóm 2 nha. Nên là các bạn cũng lưu ý. Và trong khi là cái động từ nhóm 2 này nè, nó cái cách chia thể bị động ở động từ nhóm 2 này nè, nó có cách chia giống với động từ nhóm 2 ở thể khả năng. Cho nên là các bạn cũng lưu ý là khi mà dịch câu á, là xem tùy theo cái ngữ cảnh, tùy theo cái tình huống mà chúng ta dịch nó ở thể bị động hay là thể khả năng. Rồi cho Trang cho ví dụ. Các bạn về xem lại cái thể khả năng chia động từ nhóm 2 á, là nó giống hệt với thể bị động ở nhóm 2 này luôn. Ví dụ silabelu. Silabelu có nghĩa là điều tra. Chuyển sang thể bị động là silabelalelu. Là được điều tra ha. Silabelu chuyển sang thể bị động là silabelalelu. Ví dụ thứ hai. Stelu. Stelu. Gió thổi quá. Stelu có nghĩa là vứt đi hay là ném đi. Chuyển sang thể bị động là sư tê la lê lư. Sư tê la lê lư. Còn 8 cái động từ đặc biệt. 8 động từ đặc biệt như là mi lư. Này Trang cũng cho ví dụ đại khái thôi nha. Nó nằm chung. Này Trang chỉ cho ví dụ đại khái thôi. 8 động từ đặc biệt như là mi lư. Mi lư là nó giống với cái động từ nhóm 1 phải không? Nhưng mà nó được xếp vào động từ nhóm 2 đó các bạn.
Mi lư có nghĩa là xem hay là nhìn. Chuyển sang thể bị động là mi la lê lư. Em sẽ cho thêm một cái ví dụ nữa. Ví dụ thứ tư. Ok lư. Để gì hơi khó viết không? Có nghĩa là thức dậy và chuyển sang thể bị động là okilalelu. Okilalelu. Đó là cách chia động từ nhóm 2 và chúng ta sẽ sang cách chia động từ nhóm 3. Cách chia động từ nhóm 3 thì động từ nhóm 3 này, nguyên mẫu của nhóm 3 là có gốc, là gốc sư lư và khư lư. Gốc sư lư và cư lư thì nó có cách chia như sau. Sư lư chúng ta sẽ chuyển thành là sa lê lư. Và cư lư, cư lư thì chuyển thành là khô la lê lư. Ví dụ hát kèn sư lư. Hát kèn sư lư. Có nghĩa là phát hiện, chuyển sang thể bị động là hakken sareru. Hakken sareru. Ví dụ thứ hai là tsurete kuru. Tsurete kuru. Có nghĩa là đưa đến hay là dẫn đến. Chuyển sang thể bị động là tsurete korareru. Đó là cách chia ba nhóm động từ. Rồi chúng ta sẽ sang cách sử dụng thể bị động trong câu. Thì cách sử dụng thể bị động trong câu thì chúng ta có 3 cách chia nha các bạn.
Chúng ta đi vào cách thứ nhất. Cách 1. Cách 1 là danh từ 1 là N1 quá N2 là danh từ 2. Ố động từ. Thì ở đây, đây là mẫu câu thông thường. Và để chuyển thành câu bị động thì nó có cách chia như sau. Nó chỉ quán đổi cái vị trí, quán đổi cái vị trí danh từ này với nhau. À, ở đây là danh từ 2. Quá, quá là giữ nguyên. Và ở đây là danh từ 1. Nó hoán đổi cái danh từ này với nhau các bạn. Nó hoán đổi lại. Hồi nãy là danh từ 1 nó đứng đầu, thì bây giờ chuyển sang thêm bị động là danh từ 2 đứng đầu. Quá, danh từ 1. Ố này trợ từ ố, chuyển sang thành là trợ từ ni. Và động từ này, đây là động từ thể bình thường, thì ở đây chúng ta sẽ chuyển sang là thể bị động. Động từ này là động từ bị động nha các bạn. Em viết như vậy học nó sẽ dễ hơn đó các bạn. Chúng ta đi vào ví dụ. Các bạn nên nhớ là Lê là ví dụ nha các bạn. Từ Lê là ví dụ. Ví dụ thứ nhất là Neko wa nezumi o tapeta. Neko wa nezumi. Nezumi o tapeta. Là con mèo đã ăn thịt con chuột. Đây là con mèo đã ăn thịt con chuột. Rồi chuyển sang thể bị động là con chuột bị con mèo ăn thịt, sẽ là nezumi. Nezumi wa neko. Này trợ từ o sẽ chuyển thành là trợ từ ni. Và ở đây động từ tapeta này chuyển sang thành là động từ bị động là tapelaleta. Nezumi wa neko ni tapelaleta, là con chuột đã bị con mèo ăn thịt. Con chuột đã bị con mèo ăn thịt. Đó là ví dụ thứ nhất. Rồi chúng ta sang ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai như là sếp đã la tôi hoặc là sếp đã mắng tôi là zoji. Zoji wa watashi o shikarimashita.
Soshi. Soshi wa watashi o shikarimashita. Sếp đã là tôi. Chuyển sang thể bị động. Watashi. Watashi wa. Soshi ni. Soshi ni. Shikararemashita. Là tôi đã bị sếp la, hoặc là tôi đã bị sếp mắng. Thì ở đây các bạn lưu ý là chữ watashi này. Watashi này là chúng ta được phép lược bớt nha các bạn. Chúng ta được phép lược bớt, là bỏ luôn. Là chỉ cần nói là soshi ni shikararemashita là được rồi, là biết là mình là nói về mình rồi, là tôi bị sếp mắng. Tôi bị sếp mắng. Đây là cách thứ nhất, cách chia bị động ở cách thứ nhất. Và cách chia bị động ở cách thứ hai này, nó có cách chia như sau. Chúng ta sang cách 2. Danh từ 1 wa. Danh từ 2 no. Danh từ chỉ vật. Đây là danh từ chỉ vật nha các bạn. Ô. Và đây là động từ. Rồi, chuyển sang thể bị động, đó là chỉ hoán đổi các danh từ này lại với nhau. Là danh từ 2 wa. Danh từ 1. Và đây trợ từ no này chuyển sang thành là trợ từ ni. Và danh từ vật chỉ vật là giữ nguyên. Chỉ trợ từ no này chuyển sang thành là trợ từ ni nha các bạn. Và trợ từ o là giữ nguyên. Trợ từ o là giữ nguyên. Và động từ này chuyển thành là động từ bị động. Chuyển sang động từ đó là bị động. Chúng ta sang ví dụ. Mẹ tôi đã vứt đi những cuốn truyện tranh của tôi. Ha ha wa. Watashi no manga bon. Manga bon wo suteta. Là mẹ tôi đã vứt đi những cuốn truyện tranh của tôi.
chuyển sang thể bị động, là tôi bị mẹ vứt đi những cuốn truyện tranh. Ở đây là watashi, là chúng ta có quyền được lược bớt nha các bạn. Nếu mà ở đây là một cái danh từ tên riêng của ai đó là chúng ta không được lược bớt, mà chỉ có watashi là tôi là được lược bớt. Thì khi mà cái câu lược bớt là chỉ còn là hahani. Hahani manga pon. Manga pon o. Suteraleta. Manga pon o suteraleta. Là tôi bị mẹ vứt đi những cuốn truyện tranh. Đó là cách 2. Và chúng ta sẽ sang cách 3. Cách 3 này là nó dùng là cụm danh từ. Cụm danh từ trợ từ ô động từ, và khi chuyển á, thì chúng ta chỉ chuyển là chuyển đổi cái trợ từ này thôi, cụm danh từ vẫn giữ nguyên. Cụm danh từ này vẫn giữ nguyên ra, và động từ này chuyển thành là bị động, chuyển thành là thể bị động. Ở đây cụm danh từ vẫn giữ nguyên và chỉ có trợ từ go chuyển sang thành là trợ từ ga, và động từ này chuyển thành là động từ thể bị động. Ví dụ thư viện này thì bạn có thể mượn tối đa 2 cuốn sách và tạp chí, là kono tosukan de, kono tosukan de 2冊まで thư viện này bạn có thể mượn tối đa hai
hai cuốn sách và tạp chí. Và khi mà chuyển sang thể bị động là nguyên cái cụm danh từ này, nguyên cái cụm danh từ này, từ ở đây nè cho tới trợ từ ô luôn là giữ nguyên, và chỉ có chuyển đổi cái trợ từ ô và cái động từ đằng sau. Konotosukan kon konotosukan tosukan de ni satsu ni satsu made honto satsi honto satsi ga đây, ở đây chuyển thành là trợ từ ga, và động từ này chuyển sang thể bị động là kariraleru, chuyển sang thể bị động là kariraleru. Ở đây các bạn thấy nè, có gì đặc biệt không các bạn? Tại vì chữ kalimas này, kalimas này là tận cùng, nó là có vần y đúng không các bạn? Khi mà nguyên mẫu của nó là kalilu là tận cùng có vần ư. Nhưng mà nó đáng lẽ được chia giống như là ở động từ nhóm 1 rồi, nhưng mà tại vì cái động từ này nè là nó nằm trong cái nhóm động từ đặc biệt. Trong nhóm động từ đặc biệt, các bạn hồi nãy Trang có nói á, lưu ý về 8 động từ đặc biệt á, là nó có cách chia giống với động từ nhóm 2, là chúng ta chỉ bỏ cái gốc mas này thôi và thêm la lê lực. Cho nên là các bạn về xem lại mấy cái cách chia động từ ở các video trước á, là Trang có giới thiệu về 8 cái động từ này. Ở ngữ pháp N5 á, cách chia thể tê, thể ta, nguyên mẫu á, là Trang có đề cập đến 8 cái động từ đặc biệt này. Rồi đến cách chia động từ ở ngữ pháp N4 này thì Trang không có đề cập tới, nhưng mà Trang cũng có nhắc qua. Cho nên là các bạn về xem lại để mà học thuộc 8 động từ đặc biệt này nha, để mà khi gặp thì chúng ta chia cho nó đúng, chứ không thôi là sai á các bạn. Rồi, cái câu này là nó nghĩa là thư viện này thì được mượn đến 2 cuốn sách và tạp chí. Thể bị động thì nó phải có từ bị, từ được nha các bạn. Thư viện này được mượn đến 2 cuốn sách và tạp chí. Đó là 3 cách chia động từ. 3 cách chia động từ thể bị động trong câu. Và những cái mẫu câu mà có liên quan đến thể bị động thì Trang sẽ để ở video sau. Rồi, bài học đến đây là kết thúc. Trang xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.